Lão Hoàng trong buổi họp báo đã có một câu nói khiến mọi người sửng sốt, hiệu năng của 5070 ngang bằng với 4090, liệu điều này có thật không? Nhiều người cho rằng Lão Hoàng đang nói về hiệu năng AI, nhưng điều này chắc chắn không đúng. Vì một số lý do, các card đồ họa có thể nhập khẩu vào Trung Quốc không được phép có sức mạnh tính toán AI bằng hoặc cao hơn 4090. Nếu Lão Hoàng không muốn tự cắt đường làm ăn, ông chắc chắn vẫn muốn bán card đồ họa vào thị trường Trung Quốc. Do chưa xuất hiện phiên bản 5070D, nên hiệu năng AI ngang bằng 4090 là điều khó xảy ra. Chẳng lẽ Lão Hoàng thực sự có công nghệ vượt bậc, có thể dựa vào hơn 6.000 nhân CUDA để đối đầu ngang ngửa với 4090? Nếu vậy, thì quả thực là nghịch thiên. Tuy nhiên, khả năng cao ở đây là Lão Hoàng đã chơi một trò chơi ngôn từ. Chúng ta hãy thử lượng hóa hiệu năng này thành số khung hình trong game. Trong buổi họp báo, DLSS4 đã được trình diễn với sự cải thiện đáng kể về số khung hình trong game. Hơn nữa, bức hình minh họa hiệu năng của 5070 ngang bằng với 4090 cũng chỉ xuất hiện sau phần trình diễn DLSS4. Do đó, có khả năng cao ý của Lão Hoàng là trong các trò chơi hỗ trợ DLSS4, 5070 có thể đạt được số khung hình ngang với 4090. Tuy nhiên, khi 5070 được phát hành chính thức, chúng ta có thể sẽ thấy rằng về hiệu năng quét đồ họa, 4090 vẫn dẫn trước 5070, nhưng trong điều kiện cả hai cùng vận DLSS, 5070 có thể đuổi kịp 4090.